sông Vị Thủy chữ nay còn cá uy nó kinh y vùng mì vùng bảy. Tôi hỏi này ngư ông này chứ sao ngư phụ đi đâu chứ để nghỉ cho ông lao vòng đi nghỉ đây mấy ngồi câu trốn thạch bàn nghỉ này vắng ơi vắng tiếng ý đàn này kia là tai tôi nghe này vắng ơi vắng tiếng đàn chữ ơi tờ tiếng ý trúc tanh cắt tanh đục khi âm biết nơi bồ màng mà tình bẻ tay lái nghênh ngang bến nhỏ, buông mái chèo đúng đỉnh sông to. Ngày ngày vui thú giang hồ, tối tối giang tây trú ngụ. Nón che người đầu đội, xào đó nước tay mang. Giọng đò đưa đón khách sang ngang, câu kiều lấy chở người đò dọc. Giang y ô quen thu người giang dù sông nghỉ sâu dù nước chảy lao lái còn thuyền con thuyền lênh nghĩ ấy thuyền tôi lên tháp đi xuống gánh mà vợ tôi nó ngồi tựa bá lành ở trong khoang nó để mình tôi chèo dọc lái ngang ý. Mỗi ngày hai bữa nó dành nhị hạ đàn ở trên núi. Ông lại nói xấu gì tôi đấy à? À mợ nó đấy ư? Nào à, tôi có nói xấu gì mợ nó đâu. Tôi là tôi đang than thân trách phận tôi đi chứ. Cái thân ông làm sao mà phải than? Đúng ra cái thân tôi đây mới đáng than là phải. Cái thân mợ thì làm sao? Người ta nghĩ tựa màn nghĩ thuyền rồng. Tôi đây thôi mợ ơi, mợ đừng than vãn làm gì nữa, nhà hết gạo rồi đấy. Hết gạo thì làm sao? Hết gạo thì đi đông chứ còn làm sao nữa. Đi đông nhưng mà không có tiền. Không có tiền? Không có tiền thì nhịn qua ngày là nhịn cho qua ngày, chẳng biết nghệ mà xoay tiền cao á, hết chẳng biết đi vay sống chết mặc thằng này chạy xoay chạy xoay. Tưởng khôn ở nhờ khôn nhờ khéo cậy tôi mới lấy ông biết đông nỗi này thà tôi chịu năm không năm không ý. Thôi
thôi đừng trách nhau làm chỉ duyên không thuận. Mợ cứ bỏ tôi mợ đi, mợ đi ngay bây giờ tôi cũng chẳng thiết nữa. Này, ông đuổi tôi thật đấy à? Tôi đuổi. Tôi nói để cho ông biết. Ông già tay điếc mắt lùi. Tôi chẳng thiết chi con thuyền phán nát. Lúc vào trôi nghi ra nghi luôn. Bởi vì tôi căm tôi giận cái kẻ bạc tình nên tôi chẳng thiết sống. Tôi mới gieo nguy không để mặc cho Hà Bá nó bắt tôi vào hầu. Ông vớt tôi lên bắt tôi phải sống để tôi sầu cái kiếp hồng nhan. Tôi cứu vớt mợ lên, nào tôi có bắt mợ đền ơn trả nghĩa. Nhưng mợ cứ khăng khăng nhất quyết ở lại cùng tôi không về quê nữa. Mới có 3 năm trời, 3 năm trời mà mợ đã quên rồi sao? Bởi vì tôi căm giận thế gian còn lắm kẻ sớm mận tôi đào, nên tôi mới đem thân phận này trao cho ông đó. Này mợ ơi, mợ lấy ai thì cũng một tấm y trong đêm đêm. Mợ cứ ướm thử cái tấm y lòng của lão già xem. Ông kèm tôi thời như thể kèm kèm. Cái này thời đã biết cái máu ghen của lão dài. Không ghen, không ghen làm sao được. Mà tôi chiều chuộng mợ, người tôi cứ như là cái con cá mắm thế này. Còn mợ thì lại cứ tươi tắn như là cái con cá nụ thế kia. Không ghen với mợ, để rồi đầu thì ở với chồng mà chân thì ở với hàng xứ à. Này, tôi nói để cho lão già biết. Nếu tôi có già bưởi mong thì dẫu ông có lấy dây ông buộc lại tôi cũng rất sợi tơ nghi hồng mà đứa nào, đứa nào nó đang hỏi gì thế hả mợ? Người ta đang nói mỉa đấy, ông không nghe thấy à? Ồ, thế họ mỉa làm sao? Người ta hỏi, đã có cá bán chưa? Bố con ông trài ơi! Bố cái thằng cha chúng mày! Thế cho nên, cứ ở dưới thuyền thì không sao. Hễ bước chân lên đến bờ là tôi lại cứ phải cúi mặt xuống mà đi. Không dám nhìn ai. Lại một hôm gặp chị bán hàng, chị ấy giả vờ câu chuyện nói bóng mi, hỏi cô đi đây có phải con ông lão trai. Chà, cái thằng bố chúng nó nào đã hết đâu. Lại một hôm tôi với ông thả lưới ở một khúc sông, con mụ đi trên bờ nó hỏi một câu làm cho tôi đau lòng xót ruột. Thế nó hỏi làm sao? Nó hỏi rằng trong thuyền thuyền có lắm lắm gà ngon cho tôi mua một mớ. Mà cha cái thằng bố chúng mày. Này mợ ơi, chẳng qua là vô tình mà lại hóa hữu ý tình.
Từ nay mà cứ gọi tôi bằng cậu, bằng ý mình cho nó thuận. Thôi đi, đã già rồi lại còn bắt người ta gọi bằng cậu với bằng mình. Có mà, cậu cụ. Cậu. Cậu cụ. Cậu. Cậu cụ. Cậu. Này ông ơi, ông già tai ông nặng, ông không nghe thấy hết. Còn tôi đây mỏi mệt đôi tay, những lời bóng gió bên ngoài sao mà ác độc, mỉa mai tôi cực lòng. Ủa, thế họ mỉa làm sao? Họ mỉa rằng tôi lấy ông làm thú giải cơn mê sâu. Lòng tóc bạc xanh với nàng xanh má hồng. Này mà ơi, người ta không biết người ta nói thì mặc người ta. Còn tôi với mợ bây giờ đã nên ra thất rồi thì sóng gió chẳng nề nghi. Kia là nhà nhà nghĩ ta, nhà ta thời không nghĩ gió chẳng nề chữ ngày thì đêm thả lưới. Ơi ơi à mà quăng trái trước quăng. Ơi mà đừng lo, đừng lo thời tóc nghĩ bạc xanh đời. Tôi chỉ sợ chúng bạn cười chứ đàng nghĩ đây, đàng nghĩ đéo mà để há lười, chứ há lười như ai. Ơi lúc thời, lúc tôi say, tôi say thời mà nghĩ chớ có vật nghĩ này. Khéo lại vật này nghĩ chẳng biết tầm vào mà làm chi, đầu thì bạc hết cả tóc. Phải. Răng thì cái dùng, cái long lay. Đêm nằm thì thở phì pha phì phào, ấy thế mà còn đòi nói chuyện tầm vào gió răng. Này này mợ ơi, cái tính tôi nó hay thở nghĩ phì phào. Ấy mơ hay đêm tôi chẳng để đêm đi nào, mợ nằm xuống mà tôi chiều chuộng mợ, người tôi cứ như là cái que củi thế này mà mợ vẫn chưa thỏa đáng hay sao? Hay là mợ muốn gì thì mợ bảo. Nếu ông thương tôi thì xin ông ba chữ để tôi lên bờ. Ba chữ à? Nếu vậy thì mợ cứ tháo hết khóa tai vòng cánh giả lại cho tôi, rồi mợ xéo ngay bây giờ, tôi cũng chẳng giữ nữa. Này, tôi nói để cho ông biết. Sao? Của chồng, công vợ, ông trèo thì tôi trông, ông thả lưới thì tôi quăng chài mới kiếm được hoa tai vàng cánh. Ông định đuổi tôi lên bờ với hai bàn tay trắng hay sao?
Ôi thôi thôi thôi, không nói được thôi. Mợ có giả hay không thì mợ báo nào. Tôi không giả đấy. Này tôi nói cho mợ biết, đừng có cái kiểu của thì yêu mà người thì ghét. Mợ có giả hay không thì mợ báo nào. Tôi không giả đấy, ông làm gì tôi thì làm. Nếu vậy thì cho mày biết tay, cho mày biết tay. Nếu mày đã vậy tao cho mày vậy, mày chết là bỏ đời, cho mày chết là bỏ đời, cho chưa thời cai thói kiêu thì căng. Mòn ơi, mòn nó đừng làm thế, mòn nó đừng chết. Không không, tôi thà chết, thà chết thì không về ở với ông nữa đâu. Mòn ơi, mòn nó hay tha lỗi cho tôi, bám vào cái này tôi kéo mòn nó lên. Thôi, mà nó hay tha lỗi cho tôi, cả giận mất khôn, mà nó cứ ở lại đây. Không, không. Mà nó cứ ở lại đây, bao giờ quần áo khô rồi mà nó hay đi. Thôi. Mà nó cứ mang hoa tay vòng cánh dứt tình mà đi. Lấy nhau chẳng cưới xin đi. Thắp hương dài một lời thề làng ý xong. Nước nước chảy ấy mây đôi ơi dòng này này nước đi chảy đôi ý dòng ý. Nay dài nghĩ lời thề đọc ý ơi nghĩ ý ơi nghĩ ơi mà để chứ cho lòng ấy mấy thành nghĩ ơi nghĩ này cho thành thơi ơi. Ông trai ơi, nếu ông thực lòng thương tôi thì đây tôi xin gửi lại ông chút vàng mà bấy lâu ông trêu chặt. Tôi đi dù đói no lành rách, mình tự lo cho tấm thân mình. Duyên ngang phận trai nghi, trai sao đành nghi. Vui xin là nghi, xin ông hay nghi. Ý nghi nghi ơi nghi, ý chữ thề nghi. Tình nghi cho ý tôi nghi. Ý nghi nghi nghi, ý thôi đành. Trời ơi, nào tôi có van nài ép buộc. Trời cho tôi, trời cho tôi, trời lại lấy đi. Người mất đi vàng để lại làm ý chi.
vàng như thể nghĩ giao đậm từng khúc nghi luật. Luật tạo hóa, luật tạo hóa tôi làm sao cưỡng được. Tuổi già nua, tuổi già nua sao cơ cực trăm đường. Ông trai ơi, ơi ông trai ơi, thôi ông đừng buồn nữa, tôi lại về với ông đây. Mà nó đi ư? Mà nó không bỏ tôi mà đi nữa à? Mà nó lại về với tôi rồi sao? Ông trời ơi, ông đừng nói thế. Chẳng qua là duyên số tại trời nghi, tranh sao miệng tiếng kẻ mà đừng tính quẩn lo quanh. Từ nay tôi chèo thuyền, mà thả lưới kiếm ăn qua ngày này. Mợ nó ơi, không có mợ làm sao tôi sống nổi. Dẫu cuộc đời có bèo dạt mây trôi, con thuyền này nếu chỉ một mình tôi, thuyền sẽ đắm người chìm trong đáy nước. Ông trời ơi, tôi nghĩ lại mình bơ vơ lạc bước đi, mà trần ai thời mùa lưới đang vây, nước sông kia khi cạn khi bởi số phận rồi đâu ý mà nghĩ có nghĩ đó. Thôi mình hãy chèo thuyền để em thả lưới kiếm vài con cá chứ. Hết gạo rồi hồ rẻ ai cho. Chèo mở nghĩ nghĩ lại nghĩ ra nghĩ được đi sống tiếp này. Quan ơi.